Này chín hết rồi cô nhỉ? Thịt lợn đen nha các bạn nhá, thịt lợn đen người ta đang luộc ấy. Đấy cái chân giò, ui to chưa, to chưa? Ok các bạn nhé, chúng ta đang đứng ở chợ phiên chợ Xín Chén. Chợ này thuộc vào diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Mình vừa ăn phở xong các bạn. Người ta đang vớt ra này. Đấy. Chân giò lóng hổi nhá. Đấy, đây là mặt lợn này. Còn đây là thịt thịt luộc các bạn. Ok các bạn nhé, bây giờ thì mình đi ăn sáng á. Mình đang ăn phở các bạn. Đây là rau thơm này, rồi quả chanh này. Đấy. Ăn phở phải vắt chanh vào các bạn, ăn nó mới ngon. Mình phải vắt 2 miếng các bạn. Đây, vắt 2 miếng. Đấy. Còn đây là ớt nhá. Nếu mà các bạn nào ăn được ớt thì các bạn cho vào, còn không thì các bạn cho ít thôi. Đây, như mình không ăn được ớt các bạn, mình cho ít thôi. Đấy. Ở đây thì phở đỏ và thịt lợn đen nhé. Đây này cả nhà ơi. Đấy. Nhìn nó rất là ngon nhé. Đây. Đấy. Vào rau thơm, các bạn ăn cùng rau thơm nhé. Đấy. Mình mời cả nhà nhé. Thịt lợn đen này các bạn này, rau thơm. Đây, mời cả nhà này. Chào các bạn đến với kênh YouTube của Hải nhá. Hôm nay thì Hải tiếp tục đi chợ phiên các bạn. Hôm nay thì Hải sẽ dẫn mọi người đi chợ phiên Xín Chén. Chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Bây giờ thì rơi vào tầm gần 7 giờ sáng rồi. Bà con đồng bào ở trên này thì cũng đi chợ rất là sớm và đang bày các mặt hàng ra để bán. Và bây giờ thì Hải sẽ đi ghi hình lại chia sẻ cho mọi người xem chợ phiên ở nơi đây thì có đặc điểm gì nổi bật, cái gì phong phú thì Hải sẽ ghi lại và chia sẻ cho mọi người nhé. Và bây giờ thì Hải xin mời. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn đi khám phá chợ phiên nhé. Trời bây giờ bắt đầu nắng này các bạn có thể nhìn thấy ánh nắng này. Đấy, đã có bóng người rồi, xe người ta để đây rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống dưới này các bạn xem bà con bày bán cái mặt hàng gì nào. Buổi sáng sớm ở khu vực đằng này mình thấy là người ta bán cá. Ồ, đây là anh này bán cá sao này? Bán cá hả anh? Em xem tí nhá. Đây, cái này cá sông hả anh? Cá sông chảy á? Mình bắt ở sông chảy à? Cái này bao nhiêu tiền một túi này ạ? À? Cái này to hơn đúng không anh nhỉ? Cái này dùng để rán hay làm gì? Rán giòn nhỉ? Rán giòn ăn được cả xương ấy. Rẻ nhỉ? Có 30.000 thôi nhỉ? 30.000, cái này một cân này. Cái này cân sẵn này nhỉ? Đấy, anh ấy cân sẵn này các bạn nhé. 1, 2, 3 túi, bên này cũng chắc là 4 túi. Đấy, cái này thì loại nhỏ hơn, rẻ tiền hơn một tí này. Nói chung là cá này mình thấy là rán thì ăn được cả xương vì nó bé mà. Và ăn nó cũng rất là ngon. Chiên hoặc là chiên lên các bạn. Rồi em cảm ơn anh nhá. Đi tí đây.
Khu vực đầu cổng này mình thấy là người ta bán cả ớt này. Cái ớt này là ớt 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 thóc nhỉ các bạn nhỉ? Ớt thóc rất là cay nhé. Đây này, bé này. Và cái ớt này nó khá là đắt nhé các bạn nhé. Hình như là 160 một cân hay sao các bạn? Để mình thử hỏi bạn ấy xem là 160 hay là 140 nhé các bạn nhé. Cái này 100 đấy á? Ồ thế hôm nọ mình thấy có hơi lơi là người ta bán 140 đấy. Bây giờ rẻ hơn một tí á. Đây, cho bạn xem ớt này. Đấy. Có vẻ là ớt này ớt siêu cay chưa? Cay nhỉ? Ớt này ớt siêu cay đấy. Mình đổ ra sẽ bỏ vào đấy làm gì? Đi dưới kia bán. À, chuyển chỗ à? Bạn ấy chuyển chỗ bán. Chỗ này mát này mà. Không có duyên với chỗ này. Bạn ấy chuyển địa điểm các bạn. Ở đây là có cả mướp này các bạn. Đấy, và đây là mướp đắng nhá. Còn là đây là mướp gọi là mướp gì nhỉ? Mướp hương à. Cái những cái quả này nấu canh hoặc là luộc các bạn. Xào. Xào. Ngày xưa thì nhà mình hay xào với lạc ấy các bạn, ăn rất là ngon. Cái này là xào với thịt hoặc là xào với trứng này, ăn rất ngon. Khổ quá, người ta gọi nó khổ quá. Mình hay gọi đơn thuần là mướp đắng cả nhà. Đây. Khu vực bà bán mận. Ở trên đây thì đang vào giữa mùa mận các bạn. Mận tam hoa. Mận này bây giờ thì nó cũng rẻ thôi. Bác ấy bán cả ngô và mận này. Đấy, mình quay cho bạn xem nhé. Xem đây, mận này các bạn này. Đấy. Ô, cái này bà bán theo bát sao lại để bát đây bà? Hay là bày cho đẹp ạ? À, ví dụ 3 tiền bát đấy. 10.000 à? Chỗ đấy được cân không nhỉ? Được cân mốt. À, cân mốt cả. Ồ, trông nhiều thế nhỉ? À, quả là to. À, quả to. Nhưng mà hơi xanh. Xanh này ăn mới giòn. Cái này mặn vừa ăn. Cái này mặn vừa ăn, nó nhiều lá quá thì nó xanh. Trong nó chín quá đi rồi. Cái mặn xanh này thì mình thích ăn này. Cái này chấm súp này ăn ngon lắm này. Ăn giòn lắm đấy. Vâng. Cái này ăn cái kiểu đặt thịt tôm. Cho thịt tôm á? Sau này món ăn kiểu gì nhỉ? Xong chấm vào á? Dạ lát á. Cái này cháu chưa làm bao giờ đâu nhá. Đây. Nửa bát. Có nghĩa là mình thái cái này cho nó thành khía ra. Đập dập ra. Để hôm nào cháu thử phát nào. Đây, bên kia thì bạn ấy cũng bán vải lai em ơi. Ô, đi bán vải lại không biết vải gì nhỉ? Để anh kiểm tra xem vải lai vải gì này. Cái này đúng, vải chua đầu mùa thì nó màu đỏ cơ bạn nhỉ? Cái này chắc chắn là vải lai. Vải thiều lai ấy. Đây là vải thiều lai. Hình như là ngày xưa nhà cháu cũng trồng cái vải này đấy. Mấy tiền một túm? Bao nhiêu tiền cân? 20.000 cân. Bằng mận nhỉ? Mận này quả ba này, quả này quả chọn lọc to đấy nhỉ? To, quả này cũng to mà. 25 hay 30 ạ? Có cây là nó to, cái loại này á. Trước năm ngoái năm xưa toàn bán 50. Vâng. Đầu mùa những quả này chắc phải rơi vào 60-70 ấy bà nhỉ? Chứ bây giờ nó giữa mùa rồi nên. Đây. Bạn ấy bán ở chỗ này chắc là 1 cân này, 2 cân, 3 cân, chắc là tầm 4 cân. 5 cân nhỉ? Chỗ này tầm 5 cân. Hơn chục cân á? Vô lý nhỉ? Em thử cân cho anh xem đúng đấy nè. Ồ, hai cân đấy mà. Ồ, gần chục cân. Mua vải đi bác ơi. Đấy, mua vải cho bạn sinh nhất ra này. Ôi, tí nữa mình quay lại nếu mà còn vải mình mua ủng hộ. Anh đi quay vòng một đoạn đã. Cảm ơn nhá. Mình sẽ đi lối này các bạn. Hình như bác này đang chuẩn bị món xúc xích rán cho trẻ em. Cả người lớn trẻ em. Cái này bánh mì pate hả bác? Cái này chắc là tí làm bánh mì pate hay gì ạ? Pate à? Hôm nay bác đến hơi muộn nhá. Bác phải chịu. Bác phải đi sớm một tí nữa. Và bác này chỗ nào? Ai cũng chê là bác này lúc nào cũng tiếp quản được.
Vâng, bởi vì ăn sáng là người ta phải cần đi sớm mà. Rồi ok các bạn nhá, bây giờ thì mình sẽ xuống dưới này quay chia sẻ cho mọi người. Đấy, chợ phiên các bạn. Bà con bây giờ thì mới bắt đầu đi ra chợ này. Đây như chị này dắt hai đứa trẻ đi chợ. Ui ôi, bác này có cái lồng chim. Ô bác chơi chim à bác ơi? Không, cháu chơi bác này cơ. Bác gái chơi chim mi. Đấy. Ở đây đa số là toàn mi đấy bác nhỉ? Vâng, toàn mi. Đấy. Cái này đi giao lưu thôi chứ nhỉ? Giao lưu thôi chứ không bán. Vâng. Đây, mấy đứa trẻ trên vùng cao này. Đấy, trong túi thì có ăn hình ăn xiên lấm lướng các bạn. Rồi ok các bạn nhá, chúng ta sẽ xuống dưới này một tí các bạn. Hôm nay thì mình đi lối này, mỗi hôm thì mình đang đứng ở dưới kia nhưng mà hôm nay thì mình đi lối này các bạn. Đi cho nó đổi phong cảnh đi một tí xem bà con như thế nào. Đây khu vực kia thì khá là đông nhá. Người ta đang đứng túm vào không biết là để làm gì nhỉ. Đấy, tí nữa thì chúng ta sẽ xuống dưới đấy để chúng ta xem các bạn. À đây đây. Ôi. À bạn này vừa chuyển ở đây. Hay giải một cái bao ra cho nó ngồi đỡ phải bế. Này chú cho kẹo này, kẹo này, kẹo mềm lắm. Đấy. Để đây cho nó. Đây cầm một cái chơi. Đấy. Bạn ấy bán ớt gió các bạn, ớt rất là cay. Cái này là của mình à? À không phải à. Đây là mình thấy là người ta bán cà chua bi đây các bạn này. Và có cả gừng nữa, đây này. Gừng này cũng rẻ thôi các bạn ạ, 8.000 đến 10.000 một cân thôi nhá. Còn cà chua bi thì mình không biết. Đây, nói chung là cà chua nó cũng rẻ thôi. Và đây thì dưa này. Đấy. Dưa này là quả này nó già nó biến thành màu này các bạn, đây này. Đấy, đẹp chưa? Màu vàng óng. Đấy, đây là gọi là dưa chuột nhưng mà kiểu là như kiểu dưa mán ấy, còn là dưa vùng cao ấy thì quả nó hay bầu bầu như thế này ấy. Chân gà lướng, xúc xích. Khu vực đường này này các bạn ơi, đông chưa? Khu vực đường này người ta đang tụ họp rất là đông. Đấy, người ta đang trao đổi buôn bán nhá, những cái mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng thổ cẩm các bạn. Đây này, mặt hàng thổ cẩm. Ở đây này đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, người ta trong quá trình đi làm nương làm rẫy, người ta tranh thủ thêu những cái thổ cẩm này và bây giờ là người ta mang đi bán. Đấy. Ở đây thì là có người thu mua nhé các bạn nhé, có người thu mua. Ví dụ như một tấm này để mình hỏi cho các bạn xem là người ta bán bao nhiêu tiền một tấm này nhé. Em đi bán này em. Cái này cái tấm này bán bao nhiêu? 200 à hay 500? 500 nhưng mà không biết có được. À. Mục đích là bán ô cái này dài khoảng 3 mét đấy nhỉ? 1 mét, 2 mét, 3 mét chắc là 3 mét. Đây cái tấm này này các bạn này. Đấy, người ta thêu rất là đẹp nha các bạn nhé. Đấy. Hoa văn họa tiết rất là đẹp. Cái này người ta thêu toàn bằng thủ công bằng tay thôi nhá. Cái này, ví dụ một cái này thì trong vòng mấy tuần? Cứ bị là chăm, cứ gọi là chăm chỉ đi ngày 2 tiếng đi thì được mấy tuần? 3 tuần à, gần 1 tháng à. Đấy, cũng nửa tháng các bạn, bình quân là nửa tháng. Đấy, ở đây thì nhiều lắm các bạn, ở đây thì người ta đang trao đổi giao dịch rất là nhiều. Mình sẽ quay một số hình ảnh để cho quý vị và các bạn xem diễn biến ở trên vùng cao nhé các bạn nhé. Đấy. Đây này, khu vực này mới đông này các bạn này. Đấy. Oh. Xin chào. Nào, xem mình có cái gì không nào các bạn. Bà bán rất là nhiều nha các bạn nhé. Kẹo. Chưa cho kẹo à. Ôi, rơi rồi. Vào với đi, vào với đi. Đấy, kẹo các bạn. Đây là các bà, chị này mua được rất là nhiều này các bạn ơi.
đi mua một túi đấy, một túi to. Chỗ này chắc là phải đến chục triệu ấy nhỉ? Nhiều đấy, bởi vì là mỗi cái tấm rơi vào 500-600 cơ. Có tấm thì 200, có tấm thì 500-600. Đây là một số những hình ảnh ở trên chợ phiên, bà con đang trao đổi buôn bán những mặt hàng thổ cẩm nhé các bạn nhé. Đấy, tiền này, đấy, người ta đang giao dịch tiền. Bên này cũng thế các bạn, rất là đông nhé, bên này rất là nhiều. Đây, ở khu vực này rất là đông này cả nhà. Đấy, người ta cũng đang trao đổi các mặt hàng, đặc biệt là hàng thổ cẩm các bạn. Khu vực này, đằng này thì người ta đang giao dịch hàng thổ cẩm rất là nhiều. Đây, bên này thế này các bạn này. Đấy, 200, không biết là 200 mấy đây, mình đang đến số tiền các bạn. 260 chắc là một cái quần này các bạn, đây này. Đấy. Ở khu vực này khá là đông các bạn, rất là đông. Đặc biệt là các chị em phụ nữ thôi, các bà, các cô. Đấy, cái đồ này là chủ yếu là dành cho các bà, các cô. Chị em phụ nữ lúc rảnh rỗi thì là người ta ở nhà, người ta có thể thêu những cái tấm thổ cẩm đó, sau đó là người ta mang ra chợ bán. Và đây này, khu vực đường này rất là nhiều này các bạn ơi. Đấy, đây này, bác này đang xem này. Đấy, những cái họa tiết hoa văn, các hình thù, hình tròn rồi hình vuông rất là nhiều. Những cái này thì là người ta thì lắp ráp trên trang phục quần áo hoặc là cái mũ, cái nón. Đây này, ôi bà nhiều lắm các bạn này. Đấy, rất là nhiều. Rồi ok các bạn nhé, đấy là một số hình ảnh ở trên chợ phiên mà mình quay được chia sẻ cho mọi người. Ở đây thì là mình thấy là có lọ mật ong này các bạn ơi. Có cái hũ mật ong. Đây này, đấy. Không biết là mật ong gì đây các bạn. Ong rừng hay là ong khoái hay là ong đá, mật ong đá. Đấy. Cái này thì người ta để trong tủ lạnh sao, mình thấy là nó có sự toát hơi nước ở đây này, lạnh này. Không biết chủ đâu, chủ người ta để đây đi đâu ấy. Nhưng mà thường thường mình hỏi là cả sáp cả mật thì nó chỉ rơi vào tầm 150 thôi. Đấy, nhưng mà không biết chủ đi đâu các bạn nên không hỏi được. Ở bên này thì là người ta bán rất là nhiều vải này, những quả vải thiều, vải thiều lai các bạn, rất là to và có màu đỏ lẫn màu vàng rất là đẹp. Đấy, ăn cái này thì nó ngọt, cũng ngọt nha các bạn nhé. Lúc xanh thì nó hơi rôn rốt, còn lúc chín thì nó cũng rất là ngọt các bạn. Đấy, vải, mùa này mùa vải mà cả nhà ơi, mùa vải nên người ta ở trên chợ bán rất là nhiều. Mùa vải và mùa mận nữa, mận tăm hoa các bạn, ở trên này rất là nhiều. Đây bên này chị cũng bán mận này. Đấy, mận tăm hoa. Đấy, cả dưa hấu nữa. Đấy, khu vực đằng này mình thấy là người ta bán rất là nhiều mận nhé, mận đây này các bạn. Đấy, có loại thì 10.000 một cân, loại thì 15.000, lại quả to thì 20.000 các bạn. Đấy, một rổ mận, rồi chậu mận, rồi sọt mận rất là nhiều. Và bên này nữa các bạn này, mùa này đa số là mùa hoa quả rất là nhiều, đặc biệt là vải và mận. Đấy, đây ba bé học sinh. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ tư, chắc là mấy bé này vẫn đi học, nhưng mà chắc là trường gần đây các bạn. Đấy, mấy bé nó ra đây chơi một tí rồi đi vào trường, bởi vì là bây giờ vẫn là sớm. Mặc dù là trời nó nắng nhưng mà thời tiết vẫn sớm lắm. Rồi ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi tiếp vào bên trong chợ để khám phá trải nghiệm. Đấy, hai bên dọc đường ấy thì là người ta bán rất là nhiều đồ các bạn. Đấy, cả quán điện thoại này, cả đồ bán rong này. Đấy, bên này rất là nhiều. Bây giờ thì mình mời các bạn đi tiếp nhé, đi trải nghiệm khám phá tiếp các bạn. Chợ phiên mà, nên chúng ta sẽ đi lần lượt. Đấy, Hải Bảo Thắng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đăng ký kênh này, cho Hải Bảo Thắng xin một like và một chia sẻ lên Zalo hoặc là Facebook nhé các bạn nhé.
Đấy, chúng ta đang đứng ở đầu cổng. Đấy, người ta đang bán rồi những cái cốc nước uống kiểu trà ấy, rồi trà sữa đây, rồi đỗ đen. Đây các bạn này, chúng ta đang đứng ở chợ xã Xin Chén. Chợ này thuộc Simacai, Lào Cai. Và chợ này diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần nhé. Mọi người đang đổ đi chợ rất là nhiều. Các em trẻ, các bé nhỏ này có hết này. Rồi các bác. Đấy, khu vực hàng bánh rán, rồi xôi màu. Mình quay tất cho mọi người xem rồi các bạn. Đây. Không biết là bà mua được cái gì rồi. À, mình thấy là bà mua được một cái điệu các bạn. Bà mua được một cái điệu, chắc là về tặng cho con dâu. À, rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì mình tiếp tục đi các bạn. Hề nó lạ nó nhìn. Ăn kẹo không, ăn kẹo không, chú cho này. Ôi chết rồi. Ê, em ơi em đóng cái bao vào hộ anh ơi. Sao nó tự nhiên mở ấy. Ok các bạn nhé, đợi tí. Nó tuột khóa rồi à? Được không? Em kéo ngược này là được. Đấy, khu vực Được chưa? Anh cảm ơn nhé. Xem là mấy cái dây. Xem còn kẹo nhỉ? Hình như là mình đi vùng bản là mình gặp nhiều kẹo lắm mà. Đây. Ô bạn này mấy cháu rồi? À hai đây à? Đây, chia cho cháu kẹo này. Xòe hai tay ra đấy. Đây, cháu đây. Đấy. Kẹo này mềm lắm. Không, kẹo này mềm mà. Kẹo này chú mới mua mềm lắm. Chú đi dọc đường chú ăn. Đây. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chưa? Thế em, em cầm hộ anh một tí. Hình như em đóng vẫn chưa được rồi. Anh thấy nó cứ bở ra. Cái khóa của anh nó hỏng ấy. Đây được. Rồi thế ok, tạm thời. Rồi anh xin nhá. Rồi ok. Bé này thì mấy tuổi rồi? Dạ, 2 tuổi rồi. Bé này ấy mà? Tròn 2 tuổi. 2 tuổi rồi á? Thì bé này phải 4 tuổi à? 3 tuổi rồi. 3 tuổi à? Mình sinh năm bao nhiêu mà hai cháu rồi? Năm 2005 à? Mình không biết là bao nhiêu tuổi, là hai mấy nhỉ? 2005 là 18 tuổi. Mới 18 tuổi mà hai cháu rồi các bạn. Đấy, trên này người ta lấy chồng rất là sớm. Lấy chồng từ năm bao nhiêu? Lấy chồng từ đầu năm 2010. Lấy chồng bao nhiêu tuổi? Anh ấy tính chậm lắm, cứ nói thẳng tuổi ra anh biết rồi. 15 à? Hay 16? À 15 tuổi à? Sớm nhỉ? Đấy, đã hai cháu rồi các bạn. Một trai một gái. Nói chung là có lếp có tẻ rồi nhá. Đấy, rất là đẹp. Rồi cảm ơn em nhá. Rồi ok. Ok các bạn nhé, chúng ta lại tiếp tục đi chợ phiên các bạn. Chúng ta đang đứng ở cổng và chúng ta vừa giao lưu với một bạn gái. Bạn ấy lấy chồng năm từ 15, 16 tuổi các bạn. Còn khu vực này thì các bà đang bán xôi. Ở đây thì đa số là xôi màu nhé. Đấy. Đây mình quay một số hình ảnh cho các bạn xem này. Xôi màu ở đây thì người ta làm từ những cái lá màu ấy, chứ không bằng làm phẩm như ngày xưa nữa. Nên bây giờ là ăn xôi màu rất là an toàn các bạn. Nói chung là rất là ngon, dẻo các bạn. Đây, bà đang lấy xôi này các bạn này. Đấy. Cái này 1 màu, 2 màu, 3 màu, 4 màu, 5 màu. Mình chỉ nhìn thấy 5 màu đấy các bạn. À đúng 5 màu đấy ạ. Đây. Cái đấy là cứ 10.000 một bát nhé các bạn nhé. 10.000 một bát này. Khu vực ở trong này là hàng bánh rán nhé cả nhà nhé. Đây này, khu vực hàng bánh rán. Đấy. Đây này, đấy rất là đông, mọi người đi chợ khá là nhiều.
Và đây là khu vực người ta bán cả mận nữa các bạn. Chợ hôm nay rất là đông nhá, đi sáng mọi người đi chợ rất là nhiều. Người ta đang lấy xô cho khách các bạn. Rồi ok các bạn nhé, chúng ta sẽ xuống dưới kia. Đấy, khu vực bên này thì là người ta cũng đang bán hoa quả này, đặc biệt là vải các bạn. Vải người ta có hàng bao hàng sọt. Đấy, và đây thì mình thấy là người ta bán cả chổi nhá các bạn nhé, chổi những cái chổi quét nhà quét sân. Đấy, những cái chổi làm từ cây lúa mì và cả chít nữa các bạn. Đây là những cái chổi làm từ cây lúa mì này. Đấy, nhìn rất là đẹp. Và bên này thì chổi chít các bạn, người ta làm từ cây chít, người ta lấy ở trên đồi về. Đấy, từ 50.000 đến 60.000 một cái. Còn bên này thì các bạn biết đấy, bên này thì chủ yếu là khu vực người ta cắt tóc. Những cái quán cắt tóc di động các bạn, người ta di chuyển từ chợ này rồi sang chợ khác. Rồi ok các bạn nhé, bây giờ thì mình sẽ mời các bạn xuống khu vực dưới này. Không biết là hôm nay có nhiều động vật không, có nhiều con chó đẹp hay không, có nhiều con lợn hay không. Tí nữa mình sẽ xuống quay cho quý vị và các bạn. Đấy, khu vực này mình thấy là người ta bán rất là nhiều gà. Đấy, gà chân vàng này các bạn ơi. Đấy. Và đây có con ngan hay con vịt đây. Đây này các bạn, rất là to nhá. Con này chắc phải rơi vào tầm 6 cân. Đấy. Đây chắc chắn là vịt rồi các bạn này. Đây mấy con vịt to nhỉ. Đây. Đấy. Đấy. Con này đánh tiết canh thì thôi rồi các bạn ơi. Đấy. Bác, cái này là bác bán à? Hay là bác trai bán? À, bác ấy chim bâu rồi, không hiểu tiếng Mông, à tiếng phổ thông. Ở đây có cái lưỡi cày này các bạn ơi. Cái lưỡi này hình mình không nhớ không nhầm là mình đi hỏi trên chợ phiên thì thường thường nó rơi vào 280 đến 300 các bạn. Đây lưỡi cày này. Đấy. Cái lưỡi này là để cày trên cày ruộng ấy các bạn, cày nương cày ruộng. Đấy. Nó rất là nhọn các bạn, để nó hũi đất. Nhưng mà nếu mà có lưỡi cày thì phải có trâu các bạn, có trâu rồi có một cái vai trâu, ví dụ như cái vai trâu này các bạn. Đây là cái vai trâu này. Còn đây là cái gùi nhá, những cái xanh xanh này là cái gùi, người ta gùi ở sau lưng để gùi cỏ, gùi củi, rồi gùi một số đồ khác các bạn. Đây. Bác này có cái gùi nhựa này. Rồi ok các bạn nhá, bây giờ thì mình sẽ xuống ở chợ phiên, xuống khu vực dưới này một tí nữa. Đây, trên qua trường, trên con đường đi xuống chợ lợn thì chúng ta lại bắt gặp cái cảnh người ta bán những con giống. À, con vịt, con ngan các bạn. Đây này. Đấy, vịt ngan rất là nhiều nhá. Đấy. Cái này bác đang chọn về nuôi đấy, chọn những con nào đẹp đấy, bác cái ưng thì bác cứ bắt. Đấy. Ai mở hàng đầu tiên là được rẻ hơn. Đấy, rẻ hơn một tí. Đấy. Đây anh bắt về nuôi. À, bác toàn thích con vàng anh nhỉ? Toàn thích con vàng. À, cái giống này to hơn ạ? À? À, thế là phải có kinh nghiệm một tí đấy các bạn. Đấy, khu vực con giống nhé cả nhà nhé. À, giống người ta mang về nuôi, bắt về nuôi. Đây này, hay anh ấy làm con này về cho năm hay này. Đấy. Con này con ngỗng nhỉ? Đấy, con ngỗng đẹp nhỉ, nhìn nó đẹp chưa? Con ngỗng này lớn lên nó to lắm các bạn. Đây con của nó bây giờ nó đã to này rồi. Đây giống ngỗng mà, bao giờ nó cũng to.
À ok các bạn nhá, bây giờ thì chúng ta đang lạc vào khu vực người ta bán cả chó nữa này các bạn này. Ôi những bạn này có con chó xù này đẹp chưa các bạn ơi. Đấy. Chó xù. Ví dụ con này bao nhiêu tiền bạn ơi? Đây. Ừ. Mấy trăm? 600 à? 400 thôi á? Ồ rẻ nhỉ các bạn nhỉ. 400.000 một con chó các bạn. Đây. Con này bạn bán có 400.000 nữa cả nhà ơi. Tay vẩy. À, con này con xù này. Đấy. Con này 4 mắt à? Đấy. Con kia này nhỏ nhất, con kia này chắc là 200 à? À 250. Con này lông nó gọn nhìn nó bé quá. Ở đây, khu vực này người ta bán rất là nhiều chó nhé các bạn nhé. Đây này, đây có mấy em chó này. Đấy, mấy con rơi vào tầm 400-500 có này. Đấy, đây gọi là dòng chó thường nhé các bạn nhé. Chó nuôi ở gia đình nhé. Hầu như là ở trên vùng cao nhà là mình thấy là nhà nào cũng có chó hết các bạn. Ít nhất phải có một con để nó trông trông cửa trong nhà. Đấy, nó khi mà chủ đi vắng ấy thì nó ở nhà nó trông. À, bạn này vừa đang con này mấy tiền bạn? 300. À con này tai cúp này các bạn này, tai to và nó cúp xuống này. Con này báo bán là 300.000 một con. Đấy, à, khu vực đằng dưới này mình thấy là người ta cũng bán này các bạn này. Đây. Bán cả đây mấy con chó đây các bạn. Con này béo các bạn, con này béo này. Con này thịt nhiều. Ở đây có con chó trắng đốm này, đẹp chưa các bạn ơi? Có con chó trắng đốm này. Ở những cái loại này. Con này anh hỏi con này mấy trăm? Đẹp hết đấy, đây. À, mời em chó trắng đốm nhé các bạn nhé, à, khá là đẹp, sáng sủa. À, con này con cái à? Đốm không? Có đốm anh? Đốm không? Bà báo bao nhiêu tiền con này? 350 á. Còn một con chó trắng đốm trắng các bạn. Nhưng mà lưỡi không đốm. Con này thì bảo bán là 350 các bạn. Rồi ok các bạn nhá. Chúng ta vẫn đang đứng ở khu vực chợ phiên. Đó là chợ Xín Chén diễn ra vào sáng thứ tư hàng tuần. Và chợ thì rất là nhiều người. Bà con đang trao đổi buôn bán giao dịch đi chợ rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta đang đứng ở khu vực chợ gia súc, đó là chợ chó này, chợ ngan gà vịt này. Và ngoài ra thì có lợn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi quay chia sẻ cho mọi người một số hình ảnh những con lợn ở trên chợ phiên. Đông lắm, hiện tại bây giờ thì mình không đi nổi các bạn. Mình đi không nổi luôn vì rất là chật. Xe cộ đi này rất là chật. Ở đây này các bạn này, khu vực người ta đang trao đổi buôn bán mấy con lợn này. Đấy, đây con lợn này, lợn đen nha các bạn nhé. Con này thì chắc phải trên một yến rồi, nó rơi vào tầm 15 cân. Thì nó cũng phải rơi vào tầm triệu rưỡi, triệu tư các bạn. Anh đang có con lợn và đang giới thiệu cho khách. Có con lợn. Ôi, con này phải 20 cân chưa anh? Không, 10 cân nữa.
Chiều mấy, chiều mấy? Cái này á, ừ. Chiều rưỡi à? Chiều rưỡi à? À. Đấy, anh đang giới thiệu cho khách. À, cái con lợn của anh ấy, chắc chắn là trên 10 yến. Mình đoán con ấy phải tầm 13-14 cân. Và anh đang báo là 1,5 triệu một con các bạn. Ờ, bác này hình như mua một con lợn rất là to các bạn. Đây này. Đây. Ờ, con này người ta đang bán vo là 1,7 triệu hay 1,8 triệu này đấy. Đây này. Rất là to các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem. Đấy. Một con lợn thịt rồi các bạn. À, con này thì chắc là giá 70-75 đấy. Vì lợn to giá nó khác các bạn, lợn giống giá nó khác. Lợn giống thì thường thường là giá nó khoảng bình quân là 100. Nhưng mà lợn thịt thì giá chỉ 70-75 thôi. Đấy. Rất là to nhá. Con này nó rẻ phải rơi vào tầm chắc phải 50 cân đấy nhỉ. Hoặc là trên 50 cân một tí. 57-35. Đâu? À, không biết là bao nhiêu tiền, để tí mình xem này các bạn. Con này bao nhiêu tiền này bác ơi? 2,8 triệu à? Nó rơi vào bao nhiêu cân hơi à? Chiêu. Phải đoán đấy. Cứ gọi là 3 triệu đi, 3, 4, 7, 28. À con này rơi vào khoảng 40 cân các bạn. Con này rơi vào khoảng 40 cân, 4,7, 28 là tròn luôn, 2,8 triệu. Đấy là theo như mình đoán vậy. À, con này thì chú đang chuyển lồng nhé các bạn nhé. Đang chuyển lồng để sang cái lồng của chú. Còn cái lồng này là lồng của người bán. Đấy, lồng của chú mang đi mua đây. Đấy, người ta đang chuyển lồng. Nhưng mà cái con này nó lại làm đùi cái mông nó trồng vạ, trồng da cơ. Bây giờ là cho da rất là khó này các bạn này. Bởi vì cái lồng này thì kiểu nó có cái lỗ ấy, nên đi lại nó khó. Bây giờ không biết là để mọi người xem xử lý như thế nào nhá. À nó có lùi không? Nó có lùi không? Rất là khó lùi các bạn nhá. Nó to mà, con này rơi vào tầm 40 cân ấy, hơn 40 cân một tí ấy. À, xem hai xem bác à, cầm đuôi kéo rồi. Con này nó không sang các bạn. Bởi vì đầu nó rút vào bên trước ấy, nên bây giờ là hơi bị khó đấy. Lùi không? Ừ, đây, chúng ta sẽ quan sát vụ này xem hai bác di chuyển như thế nào nhé. À, bác ấy chọc con lợn để cho nó lùi sang à. Lùi, nó lại tiến. À, rất là khó các bạn. Mà cái lồng nó chặt quá thì nó cũng rất là khó quay đầu. Không biết là xử lý thế nào đây. Chắc phải là mất 10-15 phút đấy các bạn. À lùi rồi. Chọc vào đầu nó sợ nó lùi rồi. À, cứ cái đà này mình nghĩ là chắc là ổn đấy các bạn. Chắc chỉ còn cách này thôi. Chứ làm sao mà bê được con cả lồng dốc ngược lên. Thôi cứ chọc dần dần các bạn. Dốc rồi, bác ấy đang dốc ngược lồng lên rồi. Khó đấy nhỉ. Cần sự bên giúp thứ ba này các ạ. Cần sự giúp đỡ của một bác ở bên ngoài thôi. Đấy, 4 người. Ôi cái chân nó mắc. À thôi. Thôi thế cuối cùng thì đã được rồi các bạn. Thôi. Đấy, di chuyển một con lợn nó chui đầu ngược cũng khá là khó các bạn. À, rồi ok các bạn nhé, chúng ta vẫn đang đứng ở trên chợ phiên, ở khu vực người ta bán gia súc đó là lợn. Đấy, khu vực này khá là nhiều các bạn. Đây. Ở đây thì có một số con lợn nó rơi vào tầm 7-8 cân này. Và chắc tầm 7-800 hoặc là 900 ở đây các bạn ạ.
Những con lợn bé, lợn con. Ít. Đấy, lợn nhỏ các bạn nhé, lợn giống ấy. Lợn này người ta mua về làm giống ấy, hoặc là quay. Nói chung là tùy người sử dụng thôi. Khu vực ở dưới kia thì vẫn còn các bạn, vẫn còn rất là còn nhiều. Đây. Mấy con lợn này, nhiều phết các bạn. Đây là khu vực toàn bộ khu vực chợ gia súc ở chợ Xín Tráng nhé các bạn nhé. Mình vừa quay chia sẻ cho mọi người cũng khá là nhiều rồi. Và bây giờ thì là mình mời các bạn vào bên trong chợ chính nhé. Bây giờ mới gọi là phần chính của phiên chợ mình muốn giới thiệu cho các bạn này. Đấy, mình đang lạc vào khu vực siêu thị mặt đất các bạn. Quần áo phông, quần đùi, quần lam, quần con trai con gái có tất các bạn. Rất là nhiều. Đây này, đấy. Đây, mình sẽ đi nối ra nối này vậy. Nhiều lắm, ở đây thì rất là nhiều các bạn. Và nó cũng rẻ thôi. Những quần áo như này thì nó cũng rẻ các bạn. Từ 20 trở lên các bạn. Đấy, thấp nhất là giá trị là đôi khi là có cả quần chip nữa các bạn. Khu vực người ta bán hạt giống. Con cu này nó nhìn mình các bạn. Cho nó cái kẹo. Thấy nó cứ nhìn mình. Bây giờ thì chúng ta đang vào bên trong này các bạn. Khu vực người ta bán các mặt hàng rất là nhiều. Và bây giờ thì Hải sẽ đi quay một số các mặt hàng cho quý vị và các bạn xem nhé. Đấy, đây là những cái xẻng này các bạn ạ. Đây là những cái xẻng nha các bạn nhé. Đấy, xẻng hay nhỉ. Xẻng này thì hót lúa này, rồi hót phân này. Đấy, còn cái xẻng này để đi đào này, đào hố này các bạn này. Đấy, mình không biết bao nhiêu tiền nhưng mà đây này, đây là những cái lạo các bạn. Hình như cái này 80.000 này. Đây này các bạn này. Đấy, cái cào hoặc là cái lạo các bạn. Đây có dao con. Đây gọi là dao gì nhỉ? Dao găm à? Cái đấy là 150 các bạn. Đây khu vực hàng dao, rồi dao phát, rồi dao dựa, rồi dao chặt thịt gà, thái thịt gà. Nói chung là rất là nhiều các bạn. Đây này, một hàng dao. Chúng ta lại lạc vào trong cổng này các bạn. Chúng ta lại lạc vào trong cổng rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ đi lại các bạn. Mình sẽ rẽ sang lối này nhé. Đấy. Đây là khu vực người ta bán len các bạn, len thêu mà đồ thổ cẩm đấy. Đấy, kia là những cái cuốn len kìa, đủ các màu nhá, và có cả cái khung thêu các bạn, hay còn gọi là vải thêu. Bây giờ thì đây này các bạn này, mình quay chia sẻ cho mọi người một tí này. Đây.
Ở đây các bạn này, mình chia sẻ cho mọi người một tí nhé. Đấy, đây là những cái khung hay gọi là cái vải thêu đấy các bạn. À, thêu những cái hoa văn vào đây này. Đấy. Nếu mà các bạn quan sát từ lúc đầu video ấy, thì mình quay cho bạn xem đấy. Một số bác mang đi bán cả những cái khung này nhá. Người ta thêu xong người ta mang đi bán, hoặc là người ta để người ta dùng cũng được. Đây này các bạn này, ở trong này người ta giao dịch đồ thổ cẩm rất là nhiều. Đây này, hoa văn này các bạn này. Đấy, có cả khung thêu bên kia nữa. Ở khu vực này khá là đông các bạn. Mình thấy là chủ yếu là các chị em phụ nữ, rồi các bà các cô đi giao dịch cái mặt hàng này thôi. Đấy, đây là cái khung thêu to nhé các bạn nhé. Đấy, chắc là bác này đang định mua cái khung về thêu các bạn, gọi là vải thêu ấy. Đấy, bà đang lấy cái túi to để đựng các bạn. Ở trong này thì hơi tối một tí cả nhà. Ở trong này nó hơi tối nên mọi người không biết là có nhìn thấy không. Đấy, len thêu này các bạn ơi, len thêu. Đấy. Đấy, khu vực này cũng toàn đồ thêu rồi nhé. Ô, mấy bà cháu này mới vào tới đây rồi à? Mình từ ngoài kia mình vào tới đây. À, bây giờ thì chúng ta sẽ xuống khu vực ẩm thực nhé các bạn nhé. Ở khu vực ở dưới kia là người ta bán ẩm thực rất là nhiều. Và bây giờ thì Hải sẽ xuống quay chia sẻ cho mọi người một số hình ảnh ở trên chợ phiên. Đó là khu vực ẩm thực. Ở đây thì ẩm thực thì có các món như kiểu món phở này, phở đỏ này, mèn mén này, ốc đậu này, thịt lợn đen này, thịt chó này. Nói chung là cũng khá là nhiều các bạn. Thì đây này các bạn ơi, một số các bà đang ăn mèn mén này các bạn này. Đấy. Cho xem tí nhá cô nhá. Đây. Đây là mèn mén này. Đây là mèn mén trộn với cơm nhá cả nhà nhá. Đây này, mèn mén trộn với cơm trắng. Đây này, các bà đang ăn mèn mén này các bạn này. Ăn mèn mén với ốc đậu. Ăn mèn mén này là phải ăn cùng với nước nhé các bạn nhé. Chứ không không có nước là không ăn nổi. Bởi vì mình thử rồi. Ôi, bé này mút tay rồi. Nó mút tay rồi. Này, cho kẹo, cho kẹo. À, cái này nữa. Cô này ăn phở. Đây. Cái này là phở nhỉ cô nhỉ? Ví dụ bát này bao tiền cô? 20.000 đấy ạ. À, nói chung là bát thấp nhất là thường thường là có bát thì 10.000, có bát thì 20.000. Nhưng mà đấy là chúng ta ăn theo yêu cầu nhá. Chúng ta gọi các bạn, chúng ta ăn nhiều hơn thì chúng ta gọi. Mà bình quân thì cứ bảo người ta lấy cho thì là 20.000. Còn nếu mà bảo ăn 10.000 cũng được các bạn. Đấy, cô đang làm phở cho khách này. Đấy, nhúng vào nước sôi này các bạn. Cái nước trần, nước người ta trần lại ấy. Những cái lồi này là lồi luộc thịt nhá các bạn nhá.
nước. Ở đây thì mình phát hiện ra một cái chảo ốc đậu các bạn. Đây chảo ốc đậu. Một cái chảo rất là to. Và đây là những cái món ăn rất là lâu rồi các bạn. Được gọi là món ăn truyền thống rồi. Bởi vì là từ ngày xưa ấy thì người ta chưa đầy đủ kinh tế thì người ta thường hay ăn mèn mén này, ăn ốc đậu này. Và đến bây giờ thì cũng thế. Người ta thì nhớ lại những kỷ niệm và người ta vẫn nấu ăn và có ai người ta vẫn nấu lại và có ai có nhu cầu thì là người ta vẫn ăn các bạn. Nói chung là ăn để trải nghiệm, ăn để biết được cái hoàn cảnh của ngày xưa nó như thế nào và nó thành cái kỷ niệm các bạn và thành món ăn truyền thống. Đấy, khu vực hàng ăn các bạn. Khu vực hàng thịt. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong này quay chia sẻ cho mọi người nhé. Rất là đông nha mọi người nhé. Chợ rất là nhiều. Đây này, có cả mấy trẻ em này. Đấy. Buổi sáng mọi người đi ăn cũng khá là đông. Mình thì mình ăn sáng rồi. Bây giờ thì nhiệm vụ của mình chỉ yếu là đi quay chia sẻ cho mọi người thôi. Còn khu vực ở dưới này thì là khu vực hàng thịt nhé các bạn nhé. Có 3 dãy, 1 dãy này, 2 dãy và 3 dãy, 4 dãy các bạn. Ở đây thì có cả thịt lợn đen này và thịt lợn trắng cả nhà. Đấy. Rất là nhiều các bạn. Bởi vì là một tuần mới có một phiên thôi nên là người ta tranh thủ mổ nhiều để cho bà con mua, phục vụ bà con các bạn. Đây là chúng ta đang lạc vào khu vực bán rau này. À đây có mật ong này các bạn này. Ở đây có cả cái mầm giềng này các bạn này. Mầm giềng. Và có cả mật ong nha các bạn nhé. Đây mật ong này. Đấy. Mật ong. Không biết là ông nuôi hay là ông nấy ở trên rừng. Đấy. Đây này các bạn này. Nếu mà thường thường mình hỏi cái loại này nó rơi vào 150 một cân các bạn. 150 một cân. Mật ong nguyên chất không pha trộn ở trong cái sáp của nó luôn. Đây. Đấy, mật ong. Đấy. Đây là những chai mật ong. Chai này thì chưa được 1 lít các bạn. Nếu mà 1 lít thì thường nó rơi vào từ 200.000 đến 250 các bạn. Nhưng mà cái này chưa được lít chắc là mấy chục thôi. Đấy, ở đây có cả cà tím này các bạn ơi. Của cà tím này. Đây, cà tím này. Khu vực người ta bán rau nhé. Ở đây thì là mình thấy là người ta bán cả đống ớt này. Ở trên này bà con thì rất là thích ăn ớt các bạn. Bởi vì là ớt ở trên này thường hay rét nè. Buổi sáng thì hay rét nên là người ta ăn ớt để thứ nhất là vì người ta ăn quen là một này. Thứ hai là để giữ nóng cho cơ thể các bạn. Và cảm giác thì ăn nhiều thì nó thành quen. Và đây là cây sâm đương quy, cây sâm đương quy nhỏ này các bạn này. Cây này chủ yếu là người ta nấu ăn đấy nhá. Cho vào xào thịt hoặc là cho vào nồi lẩu các bạn. Đây, khu vực người ta bán rau. Và trong quá trình bán rau ấy, người ta tranh thủ những khoảng thời gian mà rỗi rãi thì là các bà, các chị, các cô thì tranh thủ thêu luôn các bạn. Đấy. Rồi ok các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống dưới này tiếp các bạn. Xuống đấy quay để chia sẻ cho mọi người tiếp. Đây là khu vực bán rau này. Ở trên này thì cũng có rất là nhiều loại rau. Đây là như kiểu ngọn bí này các bạn này. Ngọn bí để xào này, để luộc này. Đây là giá đỗ này. Đấy. Đây. Ở đây có những quả bí non các bạn. Bí bao tử.
non, cái này xào cả vỏ được nhá các bạn nhé. Đấy, còn đây là rau ngót này. Ở đấy là ớt ớt thóc, ớt gió ấy, nó bé tí nó cay lắm. À, rồi ok các bạn nhé, chúng ta đã lạc ra khu vực này rồi. Đấy, chúng ta vừa đi từ đầu kia đến đầu này. À, khu vực đằng này là người ta cũng bán rau rồi ớt. Ôi khu vực đằng này mình thấy là có cái quán người ta bán ngọn rau bí rất là tốt nhé các bạn nhé. Đấy. Hình như cô này sáng mới vặt, bây giờ mới bó thành bó cho khách này. Cái này bao nhiêu tiền mà bó bà? 10.000 ô rẻ nhờ, mà non nhờ. Tốt thật ấy, đây này, bà nhà bà nhiều thế cơ à? Đây, bà vặt rất là nhiều các bạn, rất là nhiều ngọn này. Đấy, non nhá, cái này thì ăn thì ngon nhưng mà lười tước các bạn. Đấy, ví dụ gặp như trường hợp của mình rất là lười tước ngọn bí. Đây chợ phiên này các bạn, rượu này, chúng ta lại đến rượu ngô rồi các bạn. Nhắc đến vùng cao thì không thể thiếu được trong những các sản phẩm nổi tiếng như là rượu ngô, rượu sắn lùng, rượu thóc. Đấy, thì như bạn này đang mua rượu này các bạn này. Đấy, rượu ngô nhé cả nhà nhé. Rượu ngô bay mùi ra rất là thơm. Ở đây thì 20.000 một lít nhé. Đây này, bác này cũng đang chuẩn bị mua rượu. Ở đây thì là người ta mua rượu thì người ta có quyền thử nhé. Thử xem quán rượu nào ngon hơn thì người ta sẽ mua các bạn. Đây như bạn trẻ kia, bạn ấy vừa thử kìa. Đấy. Bạn ấy thử xem là quán của người bán có ngon không. Đấy, như bác này cũng đang thử này các bạn này. Đấy. Đấy, xem bác thử rượu nhá. Đấy, thử 10 chỗ như này thì say mất rồi các bạn. Đấy. Đấy. Đấy, bác thử xem là quán nào ngon ngon thì bác ấy mua dăm 3 lít. Đấy, đây là các bà, các cô đang bán rượu. Chợ phiên các bạn, từ vừa nãy thì là mình đã chia sẻ cho mọi người khá là nhiều rồi. Chia sẻ cho mọi người toàn bộ khu vực chợ Xin Chén. Còn dưới kia thì khu vực chợ Châu. Nếu mà các bạn nào mà chưa biết giá cả châu thì là mời các bạn sang kênh chính của mình nhé. Đó là kênh Tây Bắc TV1. Link ở bên dưới phần mô tả video các bạn. Còn khu vực này mình sẽ giới thiệu cho bạn một số các thuốc lam ở trên rừng các bạn. Đấy. Ví dụ như là đây là dây bổ máu này các bạn này. Đấy, các bạn mua thì cứ vào đây mua rất là nhiều. Đấy. Cái này tươi, chắc là cô vừa lấy về sao các bạn. Đấy, quán thuốc lam các bạn. Đây là cây mật gấu này các bạn này. Đấy, cây mật gấu người ta bán theo đốt nhé. Ví dụ đốt này khoảng 20.000 hoặc 30.000 chẳng hạn. Đấy. Đấy, mật gấu chữa bệnh vàng da. Đây là khúc bổ máu này. Đấy. Bên này cũng thế các bạn. Còn cái lá tím tím như kiểu chú ấy đang cầm cây giống ấy thì là để chữa bệnh gan nhé các bạn nhé. Rất là đông các bạn, chợ rất là đông.
À, đây là một số quán thuốc nam, cả thuốc tây nữa các bạn. Đấy, chị bán cả thuốc tây và cả thuốc nam. Còn bên này thì một số các sản phẩm ở Tây Bắc và cũng rất là nổi tiếng các bạn. Bao gồm có tam thất này, rồi hạt dổi, mắc khén, rồi củ ấu và gia vị Tây Bắc như kiểu chầm chéo lọ ở bên kia các bạn. Nói chung là chị bán rất là nhiều. Đấy, còn dưới này thì người ta bán trâu các bạn. Đấy, những con trâu con bò ở trên chợ phiên. Đây, trâu đây các bạn. Có vẻ như là hôm nay không có con nào to nổi trội nhỉ. Toàn con nhỏ nhỏ đấy các bạn. Trâu. Ở đây thì có cả trâu cặp, trâu giống, trâu cả nghé con các bạn. Đấy, trâu cặp ấy. Đấy, các bạn có thể thấy con mẹ đấy thì nó hơi gầy nhỉ. Con thì nó rơi vào tầm 3 đến 4 tháng tuổi rồi. Đấy, con đấy chắc là chỉ tầm 10 triệu thôi. Đấy, con mẹ thì nó hơi gầy. Trâu bây giờ này nó cũng giảm, nó cũng rẻ các bạn. Nó không được cao, giá bình quân hơi nó chỉ rơi vào 65, khoảng 75 thôi. Còn khu vực kia thì người ta chủ yếu là đi xem chim. Khu vực chợ Chim Mi nhé các bạn nhé. Đây, chợ trâu đây các bạn. Đây là toàn bộ khu vực chợ gia súc của chúng ta ngày hôm nay. Đấy, rồi ok các bạn nhé. Có lẽ là video của mình thì cũng quay đầy đủ và khá là chi tiết rồi. Thì mình sẽ hẹn mọi người vào video sau nhé. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem, đăng ký kênh ủng hộ. Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.